104 thiên, ngày 104. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Nói chung là mình muốn học tốt tiếng Việt trước đã rồi hãy nói. 总之,我想先把越南语学好了再说。 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. 一两句而已. Chỗ nào? 哪个地方? Chính là chị ấy dạy đấy. 就是他教的. Người Hà Nội đại bộ phận đều. 河内人大部分都. Nhất định khát rồi đúng không? Ý định khở là bà. Đã là bạn bè. Chỉ rán sư phẩm yếu. Gọi đồ. Tiền tung xỉ. Mình thường đến tiệm này đọc sách, tự học. Có hợp khẩu vị của bạn hay không? Hợp bù hợp nì đợt khẩu vị. Vừa ăn cơm chưa? Căng trì ủ phản. Mở công ty. Khai công sư. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển đờ mán hảo đờ. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? Đá bù đá sàn tại Việt Nam phát triển. Còn chưa biết. Hái bù chứ đạo. Xem tình hình đi. Khản chính khoảng bà. Nói chung là. Tổng chí. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt rồi hãy nói. Xin bài Việt Nam ngữ học 好了再说.